Do có tới 2 đội bỏ cuộc, bảng đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024 chỉ còn 2 đội, Việt Nam và Nepal. Thể thức thi đấu được đổi thành 2 đội đá lượt đi vượt về để tìm ra một đội đi tiếp. Cả 2 trận đấu đều được tổ chức tại Kathmandu, Nepal. Và ở ngay những phút đầu trận lượt đi, đội tuyển nữ Việt Nam đã cảm nhận được sức ép không nhỏ từ các khán đài sân vận động Dasarath. Đội tuyển nữ Nepal nhập cuộc khá hứng khởi và suýt có bàn mở tỷ số sau một tình huống phòng ngự thiếu chắc chắn của cầu thủ Việt Nam. Nhưng rồi đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sớm thể hiện đẳng cấp để vượt lên. Phút 11, Hải Yến chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu sau pha tạt bóng của đồng đội để mở tỷ số trận đấu. Những phút tiếp theo, đội tuyển nữ Nepal với các pha đánh biên đã khiến hàng thủ Việt Nam đôi lúc chao đảo. Tuy nhiên, khi mà các nỗ lực tấn công chưa mang lại kết quả, đội chủ nhà phải nhận bàn thua thứ hai. Trên chấm 11m, Huỳnh Như đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ ba đến gần như ngay lập tức với tuyển nữ Việt Nam. Tuyết Dung thoát xuống ở cánh phải và chuyền vào vòng cấm địa. Bích Thủy dứt điểm không quá mạnh nhưng bóng đập một hậu vệ đội bạn và đổi hướng khiến thủ môn không kịp cản phá. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Mai Đức Chung nâng tỷ số lên 4-0 ngay đầu hiệp 2. Huỳnh Như có một pha bật cao đánh đầu đầy hiểm hóc sau pha treo bóng của Hoàng Thị Loan. Có được cách biệt an toàn, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chủ động tạo điều kiện cho các nhân tố mới được thử sức. Bên kia chiến tuyến, tuyển nữ Nepal cũng không còn giữ được tinh thần rực lửa như trong hiệp 1. Cũng phải nói thêm rằng, lối chơi có phần đơn điệu của đội chủ nhà đã bị tuyển nữ Việt Nam bắt bài. Những phút cuối, sai sót của cầu thủ Việt Nam tạo điều kiện cho Sabicha Bandari băng lên ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Dù vậy, đội khách đã kịp tái lập cách biệt 4 bàn trước khi trận đấu kết thúc. Từ cánh phải, Thanh Nhã đi bóng cắt vào trung lộ rồi bất ngờ tung cú sút xa đẹp mắt ấn định tỷ số 5-1 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Với thắng lợi này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chạm một tay vào tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai Olympic 2024. Trận tái đấu vào ngày 8 tháng 5 rất có thể sẽ là nơi tuyển nữ Việt Nam có một số thử nghiệm để chuẩn bị cho SEA Games 32 và xa hơn nữa là vòng chung kết World Cup nữ 2023.